Ngon quá. Đồ ăn ngon thế này mình phải tiết kiệm, không hết mất. Bim Bim, đồ ăn thượng hạng của tao. Tao, biệt danh sư tử hóng. Mày động vào tao là mày sai lầm rồi. Mày biết chỗ bên kia tao dành mấy hôm rồi mới ăn được hết không hả? Mày động vào tao thế mà được à? Người không ra người, khỉ không ra khỉ, ăn mặn thì chỗ thừa chỗ thiếu hả? Con thằng mòn rộng này mà cứ quên quên như con lạc đà, mày đã yêu nghệ thuật nữa chứ. Còn thằng này hả? Ngó mắt nhìn mày là tao muốn đấm rồi. Mày nhìn tao hả? Ăn được thì vào luôn đi, hay để bà mày lên cho nhá. Bà mày lên luôn. Bà già này nói nhiều thế nhờ. Phải múc. Múc luôn này. Cái thằng ác ôn kia. Mày đám trộ pha tay rồi. Tao về tao mất con tao. Chúng mày có gan thì đi theo tao. Tao về tao bảo con tao trả thù. Đi. Đau quá mắt ơi. Đi theo làm gì? Tao nói thế cũng tin. Đây chính là bốn tên hải tặc cực kỳ là nguy hiểm đang lẩn trốn ở vương quốc của chúng ta. Mọi người, ai mà nhìn thấy bốn người này thì phải tránh xa đó, biết chưa? Nguy hiểm thế ư? Cha phải đen đủ lắm thì mới gặp nó. Chứ em á, đóng cửa nhà chả ra ngoài nên không gặp hải tặc nào hết. Cảm ơn. Tiếng mẹ ghẻ quê. Thôi anh chị ở đây nhé, em ra xử lý mẹ em cái. Là hết việc không biết nữa. Nhanh đi, nhanh. Mẹ, mẹ khóc cái gì ấy? À mỹ vậy hả? Thằng nào bắt nạt mẹ cái gì à? Bốn thằng này nó bắt nạt mẹ. Mày xử lý đi. Bốn thằng này á, đâu có nôm xem đấy như nào. Nhìn cái gì hả? Làm sao nhìn chán chưa hả? Sao? Ôi dồi, mẹ sao? Ơi, muốn gì? Này, con thấy mấy thằng này quen lắm. Chờ có một xíu nha. Sao bây giờ? Này, không biết có chuyện gì mà lâu đi vậy. Đi rồi, anh chị tránh ra. Một, hai, ba, bốn. Này, này anh, đúng bốn thằng này là bốn thằng hải tặc nguy hiểm không đấy? Đúng rồi, không thể nào sai được. Thằng á, em mượn. Em mượn, em đi so sánh. So sánh lắm. Sao? Người đâu? Chỗ mày tới rồi. Chìa mày ra tao ngắm cho kỹ sao? Mày cười lên tao nôm cái. Giống thế nhở? Y hệt chuẩn đến từng cái sẹo. Còn tên này như bản sao luôn. Chị này phải thừa phải thiếu đúng luôn. Này anh trai, lè em cái lưỡi xem có là chỗ nào không hả? Ôi mẹ ơi, chừng chừng chị nữa, múc đi. Ý hệt không khác hồng nếp nhăn. Sao múc đi? Thằng này mày gặp con tao là mày sống đời rồi. Mẹ cưng mình đúng là người đen đuổi rồi. Tội rồi. Mày không phải nói gì cả, có mẹ ở đây mày an tâm rồi. Mày vào đây, mày vào đây, mày cắn tao đi. Con tao có vỏ đó. Mày vào đây, tao với mày chưa sống đâu. Trời ơi, mày vào đây. Mẹ vào đây. Mẹ. Cái gì? Mẹ xem qua cái này đi, hiểu ngay. Đây. Giống ấy. Thằng này làm người mẫu hả? Chụp quảng cáo gì đây? Nó là tội phạm bị truy nã đấy. Nó là tội phạm bị truy nã đấy. Rất nguy hiểm. Ôi trời ơi. Cái gì? Tội phạm truy nã? Mấy anh ơi, em nở mồm. Sao chân nó cứ nhảy từng từng thế này? Sao lại rung bực bà thế này? Con không biết. Hay là mẹ con mình chạy đi. Hay đấy. Em chào các anh chị. Tưởng như nào? Không biết em
cám làm gì, cứ không mà không mãn. Chị đi rồi, em lúc tí. Mẹ, hai người sao ấy? Cứu em, chúng nó sắp tới rồi. Ngoài cửa, sợ lắm. Hả, làm sao? Chị để con chạy thôi. Đợi con chứ. Lũ hải tặc nguy hiểm này, các người định làm gì? Muốn về ở vương quốc ta mà còn chưa đi nữa? Ta là hải tặc, ta đến đây để săn kho báu. Dương miệng của ngươi cũng là kho báu rồi. Muốn dương miệng ư? Với tình hình hiện tại, có bốn người không thể đánh bại được chúng. Cách nào để đuổi chúng đi được đường chính chính? Muốn dương miệng á thì cũng được thôi. Nhưng tất cả các ngươi phải chơi với ta một trò chơi. Nếu mà thắng thì sẽ được dương miệng, thua thì cút khỏi đây. Vậy gì mà bọn ta đồng ý? Tốt lắm. Cứ có trò chơi là bọn ta thích rồi. Trò chơi mang tên xé bản tên. Đội nào mà bị xé hết bản tên sau lần trước thì sẽ thua cuộc. Được rồi, không nói nhiều nữa, ngươi bắt đầu trò chơi đi. Được thôi, tất cả mọi người có 10 giây để tìm chỗ nấp. Trò chơi bắt đầu. Cố lên anh Hoàng ơi. Có cách rồi. Dương miệng sẽ là của ta. Đợi ta với các con. Vui quá. Ok. Chuồn thôi. Tính bỏ chạy hả? Không dễ đâu sói à. Hướng nào, hướng nào bây giờ? Thôi hướng này. Nami đâu rồi ta? Nami, Nami. Con mồi béo bở đây rồi. Bà tới đây. Ai vậy? Bà hả? Sao Di bị loại rồi? Bực thật. Hả? Mẹ ghẻ, làm tốt lắm. Hả? Luffy. Sao không thấy ai hết vậy? Bọn này trốn đâu? Kỹ quá vậy. Phải tìm tiếp thôi. Tên hoàng thượng đây rồi. Đừng có chạy, đứng lại. Đi quá ha. Xé luôn nè. Yeah, mọi người có thể loại thôi. Mọi người ơi, hãy cố lên. Lỗ rồi chuẩn thôi. Được đấy, được đấy. Đúng là con gái của ta. À không, con ghẻ của ta. Nguy trang thế này, nếu thằng nào nhận ra mình, mình là cô nàng tiên cá xinh đẹp đáng yêu thông minh. Đội mình thua hai người rồi mà bọn chúng còn nguyên. Bọn chúng trốn kiểu gì mà nhanh vậy? Hai vệ sinh xinh, cá vàng bơi trong bể nước ngon lành, lặn xuống cá vàng chế lăn quay. Ở đây cũng có nàng tiên cá sao? Vui quá. Này, hả? Mày có thấy đứa nào chạy ngang qua đây không? Không thấy. Vậy thì có thấy cái áo xanh xanh lặn qua đây không? Chắc là chạy tít tình tịt đằng kia kìa. Vẫn gặp ở đây nhỉ? Trốn xuống. Hóa ra người trốn ở đây à? Tóm, tóm này. Mày đổi xếp bản tên ta mà dễ à? Không có đâu. Vậy thôi. Bạn già kia đứng lại. Tiền cá đấy. Mày có thấy con mụ xanh xanh nào lẩn trốn ở đây không? Đảm bảo không mà Lý. Từ lúc ta ngồi đây đến giờ, ta chưa thấy con lợn xanh máng nào chạy qua đây cả. Hay thật đấy. Cái dương quốc này lắm mù mồ xảo trá. Ta bắt được ngươi á, thì cứ liệu. Đi mẹ, mẹ mẹ, ra đây ra đây. Xếp bản tên nó mau lên. Xếp bản tên nó. Tới luôn đi mẹ ơi. Đâu rồi? Bảo ra đây. Hèn nhát. Bước ra đây đi. Sao không có ai nhỉ? Ta mà phát hiện thì đừng có trách. Nhanh lên, nhanh lên. Sao tụi nó trông kỳ thế nhỉ? Không thấy đứa nào.
Đâu rồi? Trốn cho kỹ vào. Luffy, cẩn thận đằng sau. Đằng sau á. Chạy đi con. Nó bắt được. Bàn cờ này ta thua rồi. Thắng rồi. Còn một tên nữa nha. Đuổi theo nó lại. Mình phải chuồn nhanh thôi. Này đau. Mọi người Tâm. Chị Tâm. Tâm bị xem bạn tên rồi. Mày đưa cẩn thận. Chỉ còn ba người. Chuồn thôi. Hắn chạy mất rồi. Bây giờ chúng ta có ba người, chia nhau ra chặn đầu chặn đuôi, không cho hắn thoát. Được. Ta lên bờ trốn. Trốn cái người tìm thấy. Còn kém hơn cả bể. Không thấy nó đâu nè. Làm chờ nữa xem nào. Cố lên con. Ta sẽ ở đây cho các người tìm đến tối, rồi nhân cơ hội lấy hết bản tên của các người. Đừng có mà đắc ý quá. Bản tên. Ngươi thua rồi. Ngươi. Đúng là lũ ăn hại. Ngươi mới đúng đó. Thôi thế nhục thật đấy. Cày thế. Thua rồi thì mau biến khỏi vương quốc của bọn ta đi. Đúng rồi. Đừng ở đây dướng mắt bọn ta. Đúng rồi đấy. Mắt. Mau đi đi. Thôi được rồi. Bọn ta sẽ làm theo ước định ban đầu. Không phải đuổi. Dừng lại đã. Chuyện gì? Trước khi cán ngươi đi, ta có một món quà. Ngươi định là tặng bọn ta món quà gì? Quý báu mới lấy nhá. Đây là kho báu mà tất cả bọn ta sẽ tặng cho các ngươi. Nên nhớ đừng có quên lại đây làm phiền bọn ta nữa nha. Đúng vậy. Các ngươi có lòng thì ta có giả thôi. Đi. Nhìn cũng được đó. Kho báu quý giá sao mày lại tặng nó? Mẹ nghĩ con tặng nó vàng bạc à? Thế là cái gì? Nè Luffy, sao có thể từ bỏ dương miệng dễ dàng như vậy sao? Ngươi nghĩ hải tặc của chúng ta có thể từ bỏ kho báu sao? Hiểu. Đợi trời tối ta sẽ cướp. Mà khoan đã, để xem chúng nó tặng quà gì. Không có ai đâu nhỉ. Nhiều muối quá. Kim của anh là của em. Ghế anh lắm. Em đi gặp anh đây. Kim của anh là kia. Sao lại đâm vào bà hả? Ôi cứ con mấy già này, đường rộng ngoài kia sao chả đi. Đi vào đây làm gì, mắt bà bị đuôi à? Dù to như cái phản ấy, đánh đầu hết cả vài. Thằng kia, ngươi bảo ai luôn? Có tin ta luôn cho một phát bẹp dí không hả? Cái bà kia, bà làm cái gì đấy? Cái thằng trẻ ranh kia, ngươi đang làm ta mất thời gian để tìm con chim cút online của cuộc đời ta đấy. Ôi à. Nói với tôi, bà là con bướm online đấy nha. Đúng, đúng, đúng. Tao là con bướm online. Chà đang tìm con chim cu online. Nhìn trẻ thế này mà ông ngoại già thế nhờ. Làm gì đây? Sao trên ảnh 10 muối thế này mà ông ngoại chỉ có một muối mỡ thôi à? Sao trên ảnh bà trẻ thế này mà ông ngoại nhăn nheo thế này? Này, đây chính là ảnh con gái ta, tượng trưng cho ta lúc ta còn tuổi đôi mươi đấy nhá. Ui dồi ôi, bà đúng là cái loại treo đầu dê bán thịt chó. Bà đúng là cái loại treo đầu dê bán thịt chó. Đã trâu già rồi còn thích gặp cỏ non. Không có đâu nhá. Này nhá, cái bà già hết đát kìa. Tôi nói cho bà nghe nhá, người thì béo, luôn có một mẫu. Cái loại như bà chỉ có mấy cái ông già khấm khú mới để ý thèm thôi. Về mà chỉnh tu lại nhan sắc đi, chứ mấy thằng trẻ trai như tôi á không có cửa đâu.
Không im đấy, ngươi bảo ai già? Tôi bảo bà già đấy, ngươi chắc chưa? Chắc 100%. Chắc, chắc rồi, đúng chắc rồi đấy. Nhớ đấy nha. Tôi chắc rồi. Thế thì ngươi... Đừng đánh nữa. Ngươi bảo ai thích đát hả? Ngươi bảo ai yêu ông già? Còn đâu nha. Rồi tái lại hả? Bà... Chưa mất ba mày ra. Ba mày mà gặp lại. Bà nhớ mặt tôi đi. Mất bao nhiêu thời gian để yêu một người vậy mà bực thế chứ nè. Con thêm ơi, con mới vào nhà quê kìa. Ồ, tôi nhà quê. Con mới vào nhà quê. Đúng là mẹ mới đi mất. Con mới vào nhà quê. Con mới già nè. Con mới vào nhà quê. Điên sư mấy con đít hồng bông tím kìa. Trong các người á, lắc lắc như con chim biển bảy màu á, thì oai với ai hả mấy đứa vợ hơi kia? Anh ơi, anh dừng xe cho em. Ừ. Xuống đi em. Con mẹ ghẻ dám bảo em là con yến hồng. Múc nó đi. Hai em lên xử lý con máy già cho anh. Đừng ngỡ vớ vẩn. Vô văn hóa, vô văn học các trường, ô nhiễm tiếng ồn. Con máy già lên kia. Bà không thấy bọn tôi lúng la lúng lúng như này, không biết bắt trên à hả? Trên 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 cái gì mà trên? Loại to như hai quả dưa hấu khách người á. Trên 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 cái gì? Ôi giời ơi, quê ơi là quê. Cái loại không biết bắt trên này nói làm gì cho tốn nước bọt. Chán lắm. Đi, đi về. Các ngươi bảo ai là máy già, bảo ai không bắt trên xin đi. Các ngươi sợ chưa? Ui, ai ốt đi mà. Con máy già thì hung dữ quá. Hai em, cẩn thận nhá. Con máy già kia, dám đánh quỷ à? Em đâu? Dạ, lên, múc nó. Đồ giả. Rồi rồi. Chị ơi. Mày xong rồi. Mày chịu thôi em rồi. Anh ơi, anh tới đây. Có kìa ơi, nhanh lên. Anh ơi. Không còn mấy già nó cắn đi. Bà nhớ mặt tôi đây. Nhớ đây. Tiên sư mấy cái con quả mũ. Mày còn cám nhà mình ngoan ngoãn, không tóc xanh mỏ đỏ, không lại như con Phượng Hoàng giấy chết. Em cám của mẹ. Giới trẻ bây giờ loạn, loạn hết rồi. Cám ơi, con gái xinh đẹp nết na dịu dàng thùy mị của mẹ ơi, ra đây đi. Hello. Ai mẹ ơi, con của mẹ đây. Con gái. Làm được mọi thứ, việc nhà việc nước, cái gì nó cũng đảm đang. Còn mày thì sao, chỉ biết đang đúng, tóc tai lòe xòe thế này hả? Ôi da, mẹ đúng là không biết gì, đúng là đồ nhà quê. Cái này đang trend, đang xu hướng, mà lại đi đánh con. Mày bảo mẹ mày quê á, thế mày đi theo mẹ. Ra nhà con tắm thằng Hoàng, mẹ không dạy được con thì để anh chị dạy con. Gần đen thì sáng, gần mực thì đen, đi thôi. Công nhận, chậu hoa này mình mua xứng đáng đồng tiền bát gạo. Hả? Mẹ, lên đây cho mẹ, mày vung vằng cái gì? Mẹ đúng là đồ nhà quê đấy. Mà thằng Hoàng, mày xuống đây mẹ bảo. Xuống đây, mẹ gọi gì con vậy ạ? Đây, con nhìn con cám đi. Con giống con Phượng Hoàng nữa vậy chết không? Anh thấy hợp xu hướng, bắt đúng trend. Theo như con thấy. Thôi thôi thôi, mày không phải nói gì cả. Gọi con Tấm ngay ra đi cho mẹ. Vâng ạ. Gọi đi. Tấm ơi, cứ liệu hồi nghe chưa? Ra mẹ gặp. Mẹ ơi, Tấm nhà con á chỉ là đang theo xu hướng thời Gen Z thôi. Đúng mà. Ôi trời, xu hướng. Chúng mày giới trẻ mà loạn hết rồi. Còn gì là thuần phong mỹ tục nữa hả các ấy con? Mẹ cũng hổ quá. Bọn con là thời Gen Z, phải chạy theo trending, chạy theo xu hướng, phải nhuộm tóc màu, phải make up thì mới có nhiều người yêu. Đúng mà. Đúng rồi. Hả? Gen Z mới có người yêu á?
Xuê, chúng mày bảo chỉ cần trang điểm lên là có người yêu. Bà đế quốc bảy màu, bảy người yêu luôn, sợ gì? Giờ thì phải đi kiếm trai thôi. Đăng lên là được khối anh yêu. Thế này mỗi anh một ngày cho nó sướng. Đây rồi. Đây rồi. Cái chỗ mà anh ấy hẹn mình đây rồi. Trời ơi, vừa trẻ vừa đẹp trai lại còn thơm nữa. Thơm gió môi anh một cái. Thơm gió môi anh một cái lần thứ hai. Ây da. Mặc dù hơi lớn tuổi nhưng mà em là ngu của anh. Hả? Sao lại có con công bảy màu ở đây? Không được rồi, mình phải gọi cho đội bảo vệ. Bắt nó về ngay. Alo, đội bảo vệ à? Ui, anh ơi, anh ơi, có chuyện gì mà gọi chúng tôi gấp vậy? Hai anh bắt hộ tôi tụi công kia. Mới đi làm đi. Công sổng chuồng. Đúng rồi đi, bắt nó về đi. Còn công này đi. Cái người làm gì đây? Thả ta ra. Thấy là mình đã làm được một việc tốt rồi đấy. Không được rồi, phải đi tìm em yêu thôi. Ý trời ơi, em yêu ơi, đợi anh với. Con công im một, ta định bắt người mấy ngày hôm nay rồi đấy. Người, nhớ lên, người bảo ta là con công á. Ôi dồi, các người bảo ai là con công? Ba mày là hàng điêu, là người. Ôi ôi, ôi trời, ông ơi, con công này biết rồi. Con này thành tinh rồi. Mà tôi sẽ bố chúng mày, làm bà mất tôi buổi hẹn hò của bà. Anh ơi, em xin lỗi nha. Mọi người để ý tự nhiên đếm trên. Em đếm cẩn thận đấy. Các cô. Ôi dồi. Hả? Mẹ. Chúng mày không đu trên, không làm trên gì nữa à? Hả? Bạn con vẫn là trên gì? Bạn con vẫn đu trên mà. Đúng nhưng rồi. Nhưng bây giờ là trên. Đúng lên. Ai đúng đắp đó? Còn cái chén phượng hoàng lửa bảy màu của mẹ. Hết thời rồi. Thế mẹ lại bắt chậm trên à? Ôi dồi. Đi không nên giận chết thầy lắm đấy. Láo nháo lên đi. Ui, anh với mẹ đấy. Nhanh lên. Bay ơi, bay ơi. Này, em Cám. Bay ơi. Cám, em có bằng thật không đấy? Em mới tốt nghiệp ngày hôm qua. Nhưng vẫn ok ê, mà. Ui trời ơi. Ui, xe lại đi. Đánh chân phải. Đi từ từ thôi, mẹ không có đội mũ bảo hiểm đâu. Mẹ chẳng phải chết sớm mà. Đi chậm thôi, đứa nào có bằng em thế. Đi giữ chị rồi, không giữ anh rồi. Ôi trời ơi. Xuống đi Cám ơi. Mọi người đâu hết rồi? Mẹ ơi, Cám ơi. Ai dồ, cái đầu của tôi đang ở đâu thế này? Mẹ ở đây này. Mẹ ở đây này. À, mẹ đây rồi. Mẹ con mình cứ như là từ cõi chết trở về ấy. À, rách cái váy rồi. Thôi xong mẹ rồi, rách cái váy rồi. Nhưng mà em Cám đâu à? Ừ nhớ, con Cám đâu? Con gái của mẹ đâu? Khu trường này nhìn u ám lắm. Chắc là nguy hiểm lắm. Phải tìm em Cám nhanh. Ừ, nhưng mà cái váy của mẹ. Nhưng mà con gái của mẹ. Mẹ ơi, anh Hoàng ơi. Xe con lao xuống vực rồi. Mẹ ơi, anh Hoàng ơi. Mọi người ở đâu rồi? Còn cái xe của con. Mẹ ơi, anh Hoàng ơi, đây là đâu? Đói quá. Sao mọi thứ cứ quay mòng mòng như thế này? Wow. Ông trời, ông phụ lòng người tốt. Đùi gà. Đùi gà gì mà lại thơm? Con gà này tập chim hay sao mà thịt chắc thế nhỉ? Thôi kệ, đang tối phải cắn một miếng thật to cho nó đã. Sao cái đùi gà lại biến thành cục đá rồi? Mẹ ơi, sao con lại khổ sở như thế này? Đã đói không có cái ăn rồi mà giờ lại còn không ăn được luôn thế này. Mẹ ơi, mẹ chào. Má quá.
đỡ đói hẳn, tỉnh hết cả người. Sao lại đau bụng thế này? Sao tự nhiên lại đau bụng như thế này? Sao cây cối cứ quay mòng mòng như thế này? Mẹ với anh Hoàng ơi, cứu con với, chóng mặt quá trời ơi. Hey. Cám ơi, Cám ơi, con Cám ở đâu? Ơi, em ở mẹ đâu? Không thể nào sống thiếu con đâu. Cứu tôi với. Mẹ có nghe thấy cái gì không? Ở bên này, đi theo xem thử xem nào. Cám ơi, mẹ đến đây. Ê cha, có ai không? Cứu tôi, cứu tôi với. Cứu tôi, cứu ở đâu vậy? Ở bên này mẹ ơi. Úi mẹ ơi, bóng dáng kia như kiểu em Cám ấy. Nhưng mà chuyện nguy hiểm lắm, hay là mẹ con mình? Mẹ, thả con bà mày ra. Mày định làm gì con bà hả? Con quý gì? Mày có thả con gái bà ra không hả? Úi dồi ôi, mẹ khuế thật đấy. Người dám làm hại con gái bà mày nha. Cám. Mẹ, cảm ơn mọi người đã giúp qua thoát khỏi con Tinh Tinh này nhé. Không phải Cám à? Không phải Cám à? Thế sao mày bảo đấy là em Cám? Con có biết đâu được. Là mẹ phải liều mạng với con Tinh Tinh đấy, tí chết. Này cô, vậy cô có nhìn thấy ai dáng người lùng lùng mà bự bự không? Mà tóc tóc ngắn ngang vai không? Tôi không có thấy. Người rất là mất thời gian của bà mày nhé. Tí nữa thì liều mạng vô ích nha. Mẹ, mẹ mày cái gì? Dù tốn bao nhiêu sức giờ đói quá. Hay là hai người về bản cùng ta, để ta lấy gì cho các ngươi ăn. Về luôn. Tiện thể để ta về bản hỏi xem tung tích của con gái bà. Hợp lý, về luôn. Ồ, sao mãi không thấy tỉnh anh trai nhỉ? Anh cũng không biết nữa. Ồ, anh trai ơi, nhìn họ ăn mặc kiểu gì thế nhỉ? Thì đói quá. Mời các ngươi đến với làng của ta. Anh ơi, em giới thiệu cho anh mấy người bạn này. Này dậy đi. Đang ngủ mà. Hả? Cám. Thả em ta ra. Hả? Vậy nói chuyện với chúng mình đi. Vậy mấy đi. Mấy người này chết với ta. Mấy người làm gì con gái ta thế hả? Mày làm gì con bà thế hả? Người định làm gì em Cám thế hả? Anh với. Kìa, người thả anh trai ta ra đi. Các ngươi làm sao? Làm gì con gái ta hả? Ta làm gì các ngươi? Mà sao các ngươi vừa gặp đã bóp cổ bọn ta thế? Các ngươi định làm hại em ta có phải không? Các ngươi, ta điên lắm rồi đấy. Dạ. Hả? Dừng tay lại. Dừng tay lại. Bà định làm cái gì đấy? Cả nhà mình đang làm gì đấy? Diễn xiếc hay diễn tuồng à? Đây là đâu? Cái gì ăn không? Con gái của mẹ. Đứng dậy xem nào, con có bị sao không? Sao người con lại nặng nề thế? Ôi chị? Em ơi. Các ngươi, chúng mày làm nó có bầu à? Con có làm gì với ai đâu nhỉ? Hai tên vô lại kia. Sao nó làm lúc nào mà con không biết là nhỉ? Là chết tụi bay. Hả? Bình tĩnh nghe tụi tôi giải thích đã. Sao các ngươi dám? Từ từ, hai người bình tĩnh đã. Mọi người hiểu nhầm rồi. Hiểu nhầm cái gì? Bình tĩnh. Thật ra là cô ấy uống nước ở dòng sông Thần nên bụng của ta mới to như đúng thế rồi đấy à? Chứ bọn ta không làm cái gì đâu. Không làm cái gì đâu. Nhưng mà chưa muốn đẻ đâu. Chuyện là như vậy sao? Thế có cách nào cứu con gái tôi không? Đúng vậy. Chứ nó còn chưa lấy chồng. Cách sao? Vậy thì chỉ còn một cách duy nhất. Đó chính là trên đỉnh ngọn núi này có một ông tiên. Chỉ có ông ấy mới có thể cứu được các ngươi. Nhưng mà các người muốn gặp được ông ấy phải vượt qua được 1000 bậc thang. Mỗi bậc thang bước lên thì trọng lực sẽ nặng hơn gấp đôi. Người bình thường không thể nào mà chịu đựng được đâu. Các người có dám lên gặp ông ấy không? Hả? Tận 1000 bậc. Có. Ta phải cứu được con gái của ta. Mẹ ơi, nhưng người ta bảo là người bình thường không chịu được đấy. Mày không đi được thì mày về đi. Mẹ với mày cắt đứt quan hệ. Cảm ơn. Mày đợi con với. Chúc các người may mắn nhé. Không có gì hả mẹ? Không, nó lừa mình đấy. Vẫn bình thường mà mẹ. Thế thì thoải mái, làm được hết. Đi lên đỉnh là ta là lên tới đỉnh. Mẹ ơi, sao nó lại nặng thế này? Nặng thì kệ nó nặng, mẹ phải cứu con Cám. Thế thì chúng nó không lừa mình đâu, là thật đấy con ạ. Yeah.
sao mãi chẳng tới thế con? Mẹ ơi, chắc là còn già nữa nữa ấy, con không cứu được nữa đâu. Hay mẹ cho em cám đẻ đi. Không được, mẹ nuôi nó hai mấy năm, không thể để nó giữa quan đẻ cho một đứa như thế được. Ta phải cố, ta phải diệt tương lai của con ta. Ta không để nó bôi trời chắc chấu vào mặt ta như thế được. Mẹ cố lên, con nằm ở đây đợi mẹ. Cám, Cám, vì con mẹ quyết hy sinh bản thân mình để giữ gìn sự trong trắng của con. Mẹ cố lên, mẹ cố lên. Cám ơi, mẹ sẽ cứu con. Đau quá, không chịu được nữa. Không rồi, sao đâu, mọi chuyện sẽ vượt qua tôi mà. Không chịu được nữa rồi. Không biết mẹ đã lên đến đỉnh chưa nhỉ? Cố lên, mình sắp cứu được con gái yêu rồi. Cố lên. Ôi mày quá, cố lên, mày phải làm được. Hồ Biên, sao mình lại cảm thấy nhẹ hơn thế này? Phải cố đi lên cho thật nhanh thôi. Con gái của mẹ, mẹ sắp cứu được con rồi. Cố lên, 1000 bước chứ có 1 triệu bước ta cũng bước được. Chúc mừng con đã nỗ lực hết mình để đến đây gặp được ta. Xin ông hãy cứu lấy con gái của ta. Xin ông. Ta đã biết chuyện đó rồi. Yên tâm, ta sẽ giúp con. Hồ Biến. Con hãy cầm lấy viên ngọc này về cứu lấy con gái của con. Mau đi. Con cảm ơn ông. Mau về cứu lấy con gái mình đi. Ôi đau quá, không chịu được nữa rồi. Cứu chữa rồi mà. Không có được. Mẹ đừng có bỏ cuộc mà. Cứu lên nào. Mẹ mang thuốc về cho con rồi đây. Đó, có thuốc rồi. Cầm mau uống vào đi. Con thấy sao rồi? Sao bụng con chưa thấy xẹp? Liệu có ổn không anh trai? Chắc là ổn đấy. Vậy thì tốt rồi. Sao con không thấy có tác dụng gì mẹ nhỉ? Cái bụng của con. Đau quá. Hết đau rồi. Hả? Hết đau rồi. Hết rồi. Mẹ mừng quá con ơi. Thế là mẹ không phải bôi trời chắc chấu vào mặt mẹ nữa rồi. Trời ơi, thế là mặt vẫn được trắng sáng rồi. Vui quá. Ôi mẹ ơi, con yêu mẹ quá. Hôm nay trời đẹp thế nhỉ. Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Ai muốn khỏe đẹp. Cái kia là cái gì vậy? Hố đen gì đấy? Hố đen là thiên đàng à? Phải ra xem mới được. Cái này là cái gì thế nhỉ? Hay là mình đi vào xem thử? Vào xem đi chứ không sao. Mà không được, mẹ bảo mấy thằng tò mò là hay chết sớm lắm. Thôi, khả năng là đi về đi ngủ là tốt nhất. Đúng rồi, đúng. Mẹ ơi, Cám ơi. Cám, em ở đâu rồi? Cám ơi.
trôi qua. Em yêu à, thấy Cám em đến à. Gia đình vẫn đang sốt sắng bí tiền và lo không, lắng. Không thấy đâu. Không biết giờ này Cám đang ở đâu. Không biết rằng Cám có làm sao hay không. Cái hố đen đó liệu có bí ẩn gì chăng? Mọi người đang dần đến bờ vực của sự tuyệt vọng. Mọi người đã tìm ở khắp mọi nơi nhưng vẫn không thấy tiến triển gì. Thì bỗng nhiên có một bàn chân bí ẩn xuất hiện. Và đó chính là... Có phải các ngươi đang tìm một cô gái áo hồng, tóc ngắn ngang vai, người luôn béo phải không? Này cô anh... gái ta đâu? Cô gái ta đâu? Các ngươi cứ bình tĩnh. Vương quốc của ta đang bị Skibidi Toilet tấn công, nên xuất hiện rất nhiều lỗ hổng không gian. Cám vô tình đã bị hút vào đó. Không gian. Mẹ, toán mẹ học ơi. À. Thế bây giờ bọn ta phải làm cách nào? Các ngươi phải giúp ta tiêu diệt được Skibidi Toilet, thì lúc đó mới đưa cám của các ngươi về được. Hả? Sao chúng mày còn do dự được nữa à? Đây là em của hai đứa đấy. Ta đồng ý bằng mọi giá. Bọn ta đồng ý con gái ta. Được rồi, các ngươi hãy theo ta. Các ngươi hãy nhanh chóng vào đi. Đi thôi. Hả? Đây là đâu? Đây là ở đâu đây? Hay là bọn nó bắt cả mình nha, lừa mình nha? Chắc là vậy luôn. Hiện tại bọn ta đang trú ẩn, nên cần sự giúp đỡ của các ngươi. Hãy giúp bọn ta tiêu diệt Skibidi Toilet. Thế bây giờ bọn ta phải làm thế nào? Vương quốc này sẽ sớm là của ta thôi. Chủ nhân đúng thật là cao tay. Chỉ cần phục tùng ta thì ngươi sẽ không thiếu cái gì cả. Chủ nhân, có tiếng động gì vậy? Cám ơi, Cám ơi, Cám. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Skibidi Toilet, mau đi làm nhiệm vụ của ngươi đi. Rõ. Để cùng. Cám ơi, em đang ở đâu? Cám. Bắn chúng cho ta. Yes sir. Anh Hoàng. Tâm ơi, chạy đi. Mẹ, mẹ đây mà. Chạy lên mẹ. Đuổi theo cho ta. Mau lên. Cẩn thận đi. Tới đây. Ôi, anh Hoàng. Đáng sợ quá. Biết thế còn ở nhà còn hơn. Không được ở nhà. Mày vớ ba vớ vẩn em mày. Tâm, có chuyện gì vậy? Cô Tâm đâu? Cô Tâm đâu rồi? Hả? Alo đi mà. Có lũ bị chào. Cám. Mẹ muốn chết à? Đi theo ta, tiêu diệt thế giới này. Nó đi chưa? Nó đi rồi mẹ. Tại chị, hiếp rõ ta như này, thế này, này. Tại em con đấy nha. Không biết thương cha thương mẹ, không biết thương anh thương chị. Cứ đi là cả, làm cả nhà đi tìm đi. Rất là mất thời gian. Con đang đi giải cứu thế giới. Ở đây đang có biến loạn. Con là siêu anh. Siêu anh. Trách nhiệm của con rất là lớn. Trách nhiệm cái gì? Ở nhà rửa bát quét nhà không xong, ở đâu trách nhiệm. Càng người không chạy thoát khỏi ta đâu. Chị. Người không sợ ta sao mà không chạy? Có sợ, có sợ. Mẹ. Chạy nữa đi. Các người không chạy thoát đâu. Chẳng lẽ chúng ta không thoát được đây sao? Sao bọn nó lại to thế này? Chẳng lẽ mau giết chúng cho ta. TV man, camera man. Các người đợi đây. Các người có làm sao không? Bọn ta không sao, tí thì chết đi. Ở đây nguy hiểm lắm, các người hãy theo ta. Đi đâu mới an toàn, ở đâu? Chủ nhân cứu em. Chủ nhân, gia đình nhà tắm cam đã được TV man và camera man hỗ trợ nên đã đánh em trọng thương. Đồ ngốc, sao lại để bị đánh như thế chứ? Chủ nhân, bây giờ chúng ta phải làm thế nào ạ? Thế nào á? Gia đình tấm cám, các người sẽ phải trả giá. Cái tên kia, làm sao để bọn ta trở về đây? Đúng rồi đấy, người mau đưa bọn ta trở về đi. Bọn ta tìm thấy em cám rồi, không muốn ở đây nữa đâu.
Chị đúng là không có trách nhiệm. Không được, chắc chắn là Skibidi Toilet đã về báo lại cho búp bê rồi. Rồi cô ta sẽ tới đây. Các người mau nghĩ cách đi. Hả? Búp bê sao? Lại là ta. Mà không hiểu tại sao nhé. Mỗi lần nhắc đến búp bê là bụng con lại tiếu lên. Lại tiếu lên. Khả năng là mình ôm nhà vệ sinh. Thôi đi nhanh lên. Nhanh lên nhé. Ở đây nguy hiểm lắm. Bây giờ chúng ta phải tìm cách gì để tiêu diệt búp bê. Chắc không có ai đâu nhỉ. Này, cái đứa nào vô duyên thật ấy. Sao em dám lâu về thế mọi người? Nó đi cả tiếng. Mọi người bình tĩnh. Ở đây nguy hiểm lắm. Để tôi và cameraman đi tìm cho. Vậy ở đây cẩn thận nha. Vậy nhờ hai người nhé. Đi, cẩn thận. Sốt ruột quá mẹ ơi. Suốt ngày đi la cà. Còn với chả cái, mày mà lạc lần hai nữa là tao chịu đấy. Đúng rồi đấy. Mẹ, cám này. Em ấy, em đi đâu đấy? Hả? Làm anh chị với mẹ sốt hết cả ruột à? Cái con danh này, mày đi tắt cả bồn cầu à? Bây giờ mày mới ra, mấy tiếng đồng hồ rồi. Má, cám, em đang làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì đó con này? Mày chứ. Búp bê, mau thả mẹ ta ra. Các người định làm gì vậy? Thả ta ra, tên khốn kiếp này. Thả ta ra. Các con lắm, Skibidi Toilet. Buông ta ra. Cô định làm gì? Thả ta ra. Ta sẽ giết hoàng thượng để thống trị vương quốc này. Không, ta xin ngươi, đừng làm hại bọn ta. Đừng. Giờ các ngươi chỉ còn con đường chết thôi. Không, chấp nhận không. Đừng. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà lại dám bắt nạt gia đình ta? TV Man, cameraman, các ngươi được lắm. Skibidi, lên. Rõ, chủ nhân. Anh em, lên. Lên đi, nhanh lên. Búp bê, mau thả ta ra. Cô mau, dừng lại đi. Đừng có nhiều lời. Hãy để chúng tôi. Cameraman, lên. Các người chống lại chủ nhân ta chỉ có con đường chết thôi. Với sức mạnh của người thì không địch lại bọn ta đâu. TV, camera, cẩn thận. Cố lên anh em ơi. Đừng để bị nó bắt. Skibidi Toilet. Người hãy mau chết đi. Các người mà tới đây, ta sẽ giết chúng nó. Để của mình có khác, quay phép. Búp bê, không được manh động, mau thả họ ra. Búp bê, kể cả người giết bọn ta cũng không thể thoát khỏi đây đâu. Ta sẽ phải giết chết bọn họ. Không, người mau thả ta ra. Vậy sao? Vậy để ta thử nhé. Mẹ, rất là mất thời gian. Không sao rồi, lên thôi. Mẹ, con tưởng mẹ về với các con rồi. Nhà mình thành công rồi đó. Mẹ làm gì mà dễ chết thế được. Đầu này bằng sắt đây. Đầu mẹ em cứng lắm. Con. Cảm ơn các người đã cứu lấy thành phố của ta. Không có gì. Giờ các người có thể trở về được rồi đấy. Thật á? Ôi. Tạm biệt mọi người. Chúng ta về đây. Tạm biệt mọi người nhé. Cuối cùng thành phố của chúng ta cũng bình yên rồi. Chúng ta về thôi. Đi thôi. Ai mua cơm đi? Cơm sạch, cơm bình dân đây. Ai nhờ mua cơm? Cơm đi, đặt đủ 3 tiêu chí, ngon bổ trẻ, vừa ngon vừa trẻ đây. Ai cơm đây? Cơm nóng, cơm ngon đây, bảo đảm là trẻ hơn bên kia. Cơm đây. Tiền nào của đấy thôi. Bên này đảm bảo vừa ngon vừa trẻ. Đúng là rồi đó. Vừa bổ nữa. Ai cơm đây? Cơm đây. Này, các ngươi vừa nói cái gì? Cơm của các ngươi á, còn lâu mới ngon bằng cơm của chủ nhân ta. Dám cạnh tranh với ta ư? Lần sau ấy cơm đừng của bao giờ dám cạnh tranh với cơm của chủ nhân ta, biết chưa? Các ngươi đi thôi bạn. Các ngươi thật là quá đáng mà. Cơm bẩn hết rồi chàng ơi. Biết phải làm thế thôi nào không bây sao giờ? Nàng đừng khóc nữa. Đi về phun mẹ. Đi về mách mẹ. Các ngươi làm tốt lắm. Chỏ chàng, ai mua cơm đi? Cơm ngon bổ trẻ, cơm mình dân đây. Mọi người vào ăn cơm đi. Mùa năm nay qua nhà mình bội thu này. Mẹ ơi, là kiếm mẹ được nhiều lắm đây. Hả? Thế làm sao? Mẹ ơi, em cám ơi, Harley nó phá hết gian hàng của mình rồi. Bây giờ không còn đồ để bán nữa, không kiếm tiền được nữa. Lên này biết lấy gì để tiêu đây. Cái gì á?
phá hết gian hàng của mình. Thế là Tết này lại không có tiền tiêu. Tiền sự cái con Harley này. Ôi, để con trai biển cổ nó ngược ra nhà làm mình sao? Cũng đâu có nghèo đâu. Nhà mình còn có kho báu. Hả? Kho báu quá. Kho báu quá. Đúng vậy, chúng ta đi đào kho báu thôi. Đi. Mọi người đi theo mẹ. Kho báu, kho báu. Lần giờ trở lại thôi. Kho báu sao? Chúng phải thuộc về ta. Ở ngay đây thôi, kho báu nhà ta to lắm. Đâu ạ? Con từ bé tới giờ con mới nghe mẹ bảo nhà mình có kho báu đấy. Nhà ta đầy kho báu. Ê, các người mau chia ra để xem mụ ta giấu kho báu ở đâu. Dạ dân. Rõ, đi. Thở không ra hơi. Này mẹ ơi, sắp đến cái chỗ mà mẹ cất giấu vàng chưa? Chưa chứ con cũng thấy mệt lạ rồi. Sắp đến độ, cố lên các con. Kho báu ở gần đây thôi. Cục nhanh tay lên. Ok bạn ơi, người ở đây canh chừng nhé. Ta ra kìa báo cáo với chủ nhân. Các ngươi mà đi qua đây á, chỉ có con đường chết thôi. Mà mẹ ơi. Cái gì? Kho báu, có cái gì quan trọng không? Mà sao ông bà giấu kỹ thế? Ôi dồi ôi, ta cũng có biết đâu. Thằng bố mấy đứa chôn ấy chứ. Mẹ chỉ biết là bố mấy đứa bảo mẹ là có kho báu thôi. Mệt quá. Cố lên, vì kho báu, vì tiền. Đúng rồi đấy, chứ không là con ở nhà ngủ từ lâu rồi đấy. Thôi cố đúng lên rồi đấy ạ, vì kho báu, rồi. Cố lên mọi người. Các người sắp dính bẫy rồi. Đúng là trùi mũi, ở đâu cũng thấy có, mẹ nhỉ. Các con cẩn thận đấy, thôi đi. Chỉ cần ta rút cái này là các ngươi sẽ dính bẫy của ta thôi. Sao mãi chẳng đến. Cố lên mọi người. Mẹ đúng ơi vậy, con sắp không cố báo được nữa rồi. Thời cơ đến rồi. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Hả? Tại sao các ngươi lại không dính bẫy của ta? Bọn ta biết ngươi và chủ nhân của ngươi đang theo dõi bọn ta rồi. Đúng vậy. Đi chết đi. Cảm ơn, còn giả man quá. Được lắm. Cái em, thằng này là phải giả man như thế. Đi thôi em. Đúng là đồ vô dụng mà. Thằng này ăn hại lắm chủ nhân ạ. Việc này chủ nhân nên giao cho em. Được, thế thì mau đi đi. Đừng làm ta thất vọng đi. Chủ nhân cứ tin tưởng ở em. Ta sẽ giằng cái bẫy này ở đây. Các người có mà chạy đặt trời. Nhanh lên mẹ ơi, cố lên. Mẹ ơi, sắp tới chưa? Chứ còn mệt lắm rồi. Mọi người ơi, tới đi. Mẹ cũng mỏi lắm rồi. Đúng rồi, cứ đi vào đi rồi. Mẹ ơi, sắp đến giờ ngủ của con rồi mẹ ạ. Mày có làm gì đâu mà đòi ngủ. Nhưng mà buồn ngủ lắm rồi. Dẫm vào đi, dẫm đi. Tâm ơi, cố mày lên. Xuống cổng mẹ đi. Không có, ở trên này mệt lắm. Hả? Chết này. Tạm biết sao thế này. Tâm ơi, Tâm này nào cũng đi cơ mà. Để chân ta rồi. Cái gì đây, cái cô gì đây giới? Có ai xấu? Quá ra là lính của Harley. Nó lại định hại mình mẹ ạ. Quánh nó. Yeah. Cô ta giới này, đừng có này. Chết này. Này thì chẳng phải chỗ này này. Cho người chưa này, cho người chết. Ai? Đúng là con lợn xanh lè. Thôi mẹ ơi, nhanh lên không trời tối mẹ. Thôi đi thôi mấy đứa. Mẹ ơi, sao tự nhiên con đánh người xong thấy đỡ buồn ngủ mẹ? Đúng là một lũ vô dụng. Gia đình Tấm Cám, các ngươi sẽ không thoát khỏi tay ta đâu. Đây rồi, đây rồi. Đây là chỗ mà bố mẹ từng hẹn hò với nhau biết bao nhiêu năm tháng đấy các con ạ. Thế con được sinh ra ở đây hả mẹ? Mà thôi cái nhà mình đào đi, đào đi. Thôi đào đi nào. Mình à, hôm nay tôi mới có cơ hội lên đây để ôn lại kỷ niệm với mình. Nhớ mình quá. Tấm ơi, thế là Tết năm nay nhà mình lại ấm cúng rồi. Ta lại có tiền để cho dân rồi. Nhớ mình quá. Đây rồi. Chắc trong này là vài trăm đô la đấy mẹ nhỉ? Không, trong này là cả một chuyện kho báu. Có gì thật đấy các con ạ. Nhưng quan trọng là Tết năm nay là bánh chưng nhà mình có thịt rồi. Ủa? Ở đâu rồi?
vừa nãy ở đây mà. Là sao nhỉ? Này con kia, kho báu này sẽ là của ta. Hả? Long. Mẹ ơi, sao lại là Long? Đúng là hết lòng gì mẹ. Quá trời, đó là tấm lòng của bố mày dành cho mẹ. Cái gì đấy? Thế này? Thế thì đưa trả cho ta đây. Trả ngươi? Chẳng trả chứ còn gì nữa. Đúng là tấm lòng của mình. Thế còn bao nhiêu thế này thì làm giàu kiểu gì? Chưa kể là để lâu nó còn thối chỗ. Để lâu á? Mẹ có cách rồi. Mấy đứa cứ yên tâm. Cách gì? Thì tí nữa biết. Biết làm gì với bộ lòng bây giờ? Hôm nay mẹ đẻ sẽ hướng dẫn các con và mọi người món lòng nhồi hành nước, cực kỳ đơn giản mà lại thơm ngon nữa chứ. Đầu tiên chúng ta phải có lòng. Lòng này mẹ ghẻ đã làm sạch sẽ thơm tho rồi nhé các bạn ơi. Tiếp đến sẽ là hành lá, gối gia vị ướp thịt. Mẹ ghẻ còn mua thêm xúc xích với ớt chuông ăn cho ngon chứ heo thì nữa đấy. Chuẩn luôn. Tiếp đến là dầu hào. Ai ăn được cay thì thêm sa tế nữa nhé. Giờ thì chúng ta bắt đầu vào làm thôi. Mẹ ơi, làm nhanh đi, còn háo hức thằng lắm. Quang không? Dạ. Đi nhóm bếp cho mẹ. Yes, lên sir. Đi còn đi nướng. Chúng ta bắt đầu làm thôi. Đầu tiên mẹ ghẻ sẽ đổ nước sốt vào nhé. Tắm, lấy cho mẹ chai dầu hào. Cho hết tất cả vào luôn. Rồi, Tắm đổ cho mẹ 2 muỗng dầu hào vào đây. Dạ chân ạ. 1, 2, rồi. Dầu hào giúp tăng hương vị cho lòng. Ôi, đấy các bạn ạ. Mới ngửi thôi mà ngon quá. Ờ, cái này có thế mà cũng không làm được. Còn với chàng trai 18 tuổi đầu sắp lấy chồng tới nơi rồi mà chẳng làm được gì cả. Mẹ cũng không bốc được con ạ. Chúng ta phải cho vừa vừa thôi nhé. Ai ăn được cay thì có thể cho nhiều hơn chút. Được rồi. Giờ thì trộn đều tất cả mọi thứ lên cho gia vị ngấm vào trong lòng nhé. Sau khi ướp lòng 15 phút thì chúng ta bắt đầu nhồi nguyên liệu vào nhé. Chưa xong mà còn cứ nuốt nước bọt ưng ực. Cảm với Tấm nhìn mẹ làm để lần sau còn biết mà làm nhé. Các bạn ơi, có làm thì mới có ăn. Lát nữa gấp cho đỡ ngại. Mọi người nhồi hành vào bên trong như thế này nhé. Wow, nhìn hấp dẫn quá mẹ ơi. Thế thì con cũng phải tập làm mới được. Sau đó mình có thể lấy cái này để chứ chuẩn đấy con ạ. Các bạn ơi, các bạn có thấy mình khéo tay không ạ? Tuy mình ăn hại xíu, nhưng mà có ăn thì cái gì mình cũng làm được hết ấy. Sau đó chúng ta sắp sẵn ra dĩa rồi chuẩn bị đem đi nướng thôi. Mẹ ơi, thằng Hồng rồi. Lên đồ thôi. Ok con, mẹ tới đây. Xong hết nhanh rồi. Nhanh lên đem đi nướng thôi. Đó, giờ chúng ta xếp từng miếng lên trên dĩa nướng để nướng rồi chuẩn bị ăn thôi. Ui, nhìn hấp dẫn quá mẹ ơi. Thơm quá mẹ ơi. Đúng là tấm lòng chứ của còn bố sao nữa. Thật. Món gia truyền nhà mình đấy. Wow, lòng bố bao la như trời với hành. Ui, tự nhiên chúng ta lại biết thêm được một món mới chàng nhỉ. Ừ, ngon thật đấy. Đây, mẹ còn mua thêm mấy cái xúc xích. Trong lúc giờ này thì mẹ sẽ chiên lên, ráng lên để ăn. Wow, thơm quá anh Hoàng ơi. Thơm thật đấy. Giờ thì chúng ta lại biết thêm một món mới. Nhìn để bán miếng lòng đang nướng xèo xèo kia, ta lại thấy nhớ bố chúng mày. Ôi trời ơi. Mẹ đừng nhớ đến những chuyện cũ đó nữa. Thế tí nữa mà đưa lòng bố vào trong lòng mẹ đi, để hai ông bà cảm nhận được tấm lòng của nhau. 15 phút sau. Wow, chín rồi mẹ ơi. Mẹ cắt ra đi. Đúng để rồi, con mẹ ơi, để con phụ mẹ. Wow, thơm quá. Để con phụ mẹ một tay. Ái dù ui, ngửi thôi mà nhức cái nách. Các bạn ơi, nhìn nó có hấp dẫn không này. Thơm quá mẹ ơi. Còn nút nước chảy ưng ưng rồi mẹ. Xúc xích phù mai. Wow, thơm quá. Gia đình Tấm Cơm tụi mình ăn xong rồi các bạn ơi. Giờ thì mời mọi người cùng ăn với gia đình mình nhé. Ăn thôi. Ui, nóng. Thơm quá. Ồ, đây mẹ cho Hoàng cái này. Thôi này. Con ăn cái này to hơn. Mời các bạn nhé. Tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời. Ăn lòng mà như phô mai kéo sợi ấy. Ngon quá mẹ ơi. Ngon quá mẹ ơi. Các bạn ơi, hướng dẫn của tụi mình. Hả? Các người có lòng, ta thì có cơm. Thôi thì cho ta góp ít ăn cùng với nhé. Chứ từ nãy bên ngoài ngửi thơm quá. Ew. Thấy vừa nãy đứa nào kêu ô y ô. Ờ đúng rồi đấy, vừa chê dữ lắm cơ mà. Đúng đấy, chê mà lại thấy thơm à. Mà chắc chắn là món này của chúng ta sẽ bán đắt hàng hơn của Harley cho mà xem. Ta hứa sẽ không bao giờ làm việc xấu xa như ban sáng nữa. Có chắc không? Chắc đấy không? Chắc thề đi. Ta thề. Thôi được rồi. Thế thì mời bán hàng là phải cạnh tranh công bằng biết chưa. Cái cơm của ngươi cuộn thêm một miếng xúc xích của ta, xong cắn thêm một miếng lòng nghe đập đập đập. Ok đấy, ăn thử đi.
ngon thật đấy. Ngon thật đấy các bạn ơi. Nếu như các bạn cảm thấy món hành nhồi lồng này của tụi mình đặc biệt, hay những món ăn nào khác các bạn cũng thấy đặc biệt, thì các bạn hãy comment ở phía dưới nha. Giờ thì bye bye. Ngon quá ngon quá. Vô một cái nào. Vô. Vô. Hôm nay trời đẹp thật đấy. Này anh định làm gì hả? Tôi tình tôi hát lên không? Cô em có hát cũng không ai nghe thấy đâu. Mau lấy tiền ra đây. Nhanh lên. Tôi làm gì có tiền chứ? Không có tiền ư? Anh định làm gì? Không có tiền thì trả bà nhai sáng nha. Tấn, cậu có sao Tấn không? Không sao. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Không có gì đâu. Nhưng mà sau ngày hôm nay chúng ta làm bạn thân được không? Sao búp bê hôm nay tốt thế nhỉ? Được. Bây giờ chúng ta sẽ là chị em tốt, có phúc cùng hưởng, có quà cùng chịu. Đi học thôi. Cái này tới một bên được bài đấy. Đắng đắng đó. Khiếp, hôm nay hai người lại thân nhau thế. Bình thường thì như chó mèo mà nay thân thế nhỉ. Đúng rồi đấy. Giờ á, chị với búp bê là bạn thân rồi. Em mà bắt nạt bạn ấy thì chị oánh đó. Oánh á? Sợ quá, sợ quá. Cả lớp trợ tự. Thầy xin thông báo với tất cả các em, trường mình sắp có cuộc thi hoa khôi. Bạn nào xung phong đi nha. Em sẽ thi hoa khôi. Ở cái lớp này không ai đủ tiêu chuẩn như em đâu. Tấm này cậu đẹp hơn cả mà. Đi thi hoa khôi chắc chắn giành giải nhất. Nhưng mà tớ tự tin lên chứ. Thầy ơi, em cũng thi. Hả? Tấm thi thắng chắc. Dạ, em cũng muốn tham gia. Tấm với Cám đều tham gia. Để công bằng, thầy sẽ ra một đề thi. Ai thắng sẽ là người đi thi. Đề thi gì à? Đề thi đơn giản thôi. Các em về nhà sử dụng những đồ tái chế, tạo chiếc váy thật là lộng lẫy, rồi đem tới đây thầy sẽ chấm điểm. Thật vậy sao? Không biết là chúng ta nên tái chế bằng nguyên liệu gì giờ. Tấm, hay là chúng mình làm bằng giấy đi. Bằng giấy á? Được, ý kiến rất hay. Đúng là một người bạn tốt chí cốt của tớ. Chúng ta cùng về làm thôi Tấm ơi. Chả phải làm gì cho mất công. Chiếc hoa khô này chỉ thua về Cám. Cám thôi. Hai chị em nhà này cứ như chó với mèo vậy. Không hiểu cái gì hết. Chẳng có chị em gì cả. Chịu thật rồi. Thôi chúng ta đi. Bây giờ mình sẽ làm một chiếc váy bằng giấy thật đẹp và lộng lẫy. Cậu giúp mình nha. Tất nhiên rồi. Rồi, để tớ ướm lên người cậu xem thế nào nha. Nhìn thôi đã thấy thích rồi. Chắc chắn chúng ta sẽ đoạt giải nhất cho mà xem. Vừa rồi đấy. Cám, em nhìn cái gì vậy? Thèm vào. Kệ cậu ấy đi, chúng ta làm tiếp. Cám. Hai cái đứa kìa, cắt xong bậy bừa ra. Nhớ dọn ngay chưa? Tí mẹ già mà thấy chưa dọn thì mấy đứa cứ liều hồn đó. Vâng ạ. Làm thế nào bây giờ? Bạn gắn vào đây cho tôi đi. Tôi gắn nha. Chắc là phải đẹp lắm đó bạn ơi. Cái này nữa bạn. Cái này xanh xanh cho vào đầu này. Cho vào đầu này. Nào bạn ngồi im để tới cố định nha. Khung hình này. Đẹp lắm bạn ơi. Bạn ngồi im để tới choàng cho bạn cái này. Giống như này. Cái thằng ngu kia. Mày bịt thế này để nó chết à? Chết hả? Ôi bạn ơi, chạm chút lên tèo rồi đấy. Hai thằng đầu to, ống như quả nho. Tao mệt quá, tao gọi mẹ tao, bổ đầu chúng mày. Thằng này, cầm túi đen cho tao. Thằng này, cầm cái áo vàng lên, ướm cho người. Rồi, cầm cái áo đỏ này, ướm lên trên ngực. Cái này để trên đầu. Để tôi dán cho. Này cá, cậu cắt thế này là cắt kiểu gì vậy? Tớ thấy sai sai sao á. Cậu thì biết cái gì mà fashionista. Đó, nhà thiết kế mong thầy Cám nói linh tinh á. Cứ ghé phát nữa đi. Là họa mi ngừng hóng luôn đó. Biết chưa vậy? Ôi
răng cậu thụt vào trong luôn không? Lằng nhằng lớn ngớ không ra mà làm đi, còn đứng đấy nghịch à? Làm nhanh lên đi. Dừng. Nhìn ngứa cả mắt. Wow, đẹp quá. May mà có cậu, không là tớ không chắc là một mình được đâu. Vừa ý cậu chưa? Tuyệt vời lắm luôn, giờ chúng ta cố định lại thôi. Đây. Dán ở đây nè. Bagging and bagging and bag again. Whoa, whoa, yeah, yeah. Hey, 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 hey. Bagging and. Mang giấy trắng sẽ là thôi thủ của lớp. Tinh tinh tinh, nhào lớp thôi tấm hai. Hôm nay hai đứa mình á đến lớp sớm nhất luôn á. Mà tắm, cậu làm xong chưa? Mau đem tới xem. Đây nè, tớ làm xong rồi. Mau mau mau. Sao váy của cậu lại giờ nát thế này? Váy của tớ. Sao ai cắt thế này? Sao lại như vậy chứ? Tớ không biết. Hôm qua tớ đút vào cặp thấy vẫn còn nguyên mà. À, hay là hôm qua lúc mình làm thì tớ thấy cám lấp ló ở ngoài cửa. Chẳng lẽ là cám làm? Cám đến lớp rồi. Này cám, hôm qua có phải em vào phòng chị cắt váy của chị không? Hả? Lại váy sao? Váy của chị bị rách á. Này, váy chị bị rách đừng có đổ cho em. Đằng này chơi hơi bị xanh chín đấy. Thôi nè, sáng trước mặt luôn nè, không bao giờ phải sau lưng. Cám này, cậu làm thì cậu nhận đi. Sao phải như thế? Này, không phải việc của cậu thì cậu đừng có xí mũi vào, hiểu chưa? Thầy em làm gì vậy? Các em đã làm xong váy của mình chưa? Bạn cám bạn tắm đã làm xong váy của mình chưa? Em xong rồi. Thầy xem có đẹp không ạ? À? Đâu, thầy kiểm tra. Còn tắm? Dạ, em chưa ạ. Sao lại chưa? Thầy đã cho em một tuần rồi cơ mà. Còn em cám, váy của em đâu? Váy của em đây. Thầy cứ yên tâm, em uy tín mà. Em sẽ làm rạng nha. Hả? Cái váy của em sao lại rách quá thế này? Hả? Ôi trời ơi, sao lại thế thế chứ? Vậy kỳ vọng vào hai em rất nhiều. Giờ hai em làm thầy thất vọng quá. Chị Tâm, nhà có hai người, có phải chị làm không? Thôi, hai cậu đừng có đánh nhau nữa. Đừng mà, dừng lại đi. Đúng rồi. Ôi trời ơi. Này, các em có dừng lại hay không vậy? Loạn hết cả lên rồi. Đừng có đánh nhau nữa mà. Của chị chứ. Nhau ra em đi. Em có đánh đâu. Em xanh dừng lại đi mà. Bà dạy con kiểu gì mà để các em phá hoại lớp thành ra thế này? Con bà học đâu cái tính côn đồ gây mất trật tự trong lớp vậy? Tôi không chấp nhận được đâu. Thế là lớp, bọn nó làm gì mà đánh nhau thế thầy? Bà đi hỏi con bà. Là do em cám á. Chị tắm xé váy cám con. Cám xé váy của con á. Trật tự. Váy á, là do cái váy đúng không? Là do chị tắm là đó, do mẹ cám đó. Chắc chắn là vậy. Hai đứa tin mẹ tát cho mỗi đứa một cái không hả? Nhỏ. Rất là nhức đầu nhé. Thầy ạ, à, việc gì khó chứ, nhà con lắp camera đây nhà. Muốn gì thì cứ check thôi. Bà xem đi. Nhà có camera sao? Đấy, bà xem mà giải quyết đi. Đây thầy. Cám, váy hả? Tôi ghét các cậu. Các cậu xứng đáng bị như vậy mà. Hả? Bà tự giải quyết đi. Vậy sao không biết là ai vậy? Sao con lâu tò mò thiệt đó. Búp bê, tại sao cậu lại làm như vậy? Rõ ràng chúng ta là chị em tốt, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu cơ mà. Cậu làm sao mà hiểu được cảm giác của tớ chứ? Cậu luôn được mọi người yêu thương, quan tâm. Còn tớ thì sao? Cậu luôn là người học giỏi nhất lớp. Tớ ghen tị với cậu. Ảo thật đấy. Ảo thật. Ghen tị cơ. Xoài đừng để xoài chua.
chọn bạn, đừng để bạn cua. À nhầm, đừng để bạn chơi lại mình. Ui giời, chị em kiểu khác nào. Đừng có chơi các với loại đừng người nói như vậy. Vậy Tấm, cậu đừng buồn nữa. Lần sau rút kinh nghiệm làm lại được. À ngã đâu, tính mình tìm bạn cái đôi ở đây. Đúng là con gái mẹ. Mẹ cứ về đi, để búp bê tôi dạy lại cho. Được rồi, hơi bị mất thời gian làm của tôi nha. Làm phiền bà rồi, bà về cẩn thận nha. Giờ thì tan học, thầy mời các em đi về.